Xin chào tất cả mọi người, hôm nay tôi sẽ hát một bài guitar gửi tặng tới mọi người với cả một cái trái tim yêu thương, mong cái sự bình yên và hạnh phúc tới mọi nhà. Tập tệ tiếng nhạc một chút. Thank you.
và một người chân có điều yêu thương. Nó tiếp tục vang mãi trong tâm trí của mình và đi sâu mãi vào trong đáy của trái tim. Nơi đây có một tình yêu thật bao la, thật rộng lớn và không có bến bờ. Và để cho cái giai điệu yêu thương nó thẩm thấu vào từng tế bào trong cơ thể của bạn, cân bằng cơ thể trên hai xương đùi, trong tư thế bán xem hoặc xếp vào, hai tay nghỉ đan lại đặt trước bụng, sống nghe thẳng, lưỡi nhịp cuộn lại và đầu lưỡi chạm nhẹ lên hàm yên trì, hai hàm răng chạm nhẹ vào nhau, đầu mình hơi cúi phía trước một chút để kéo giãn cột sống và từ từ khép mắt lại. Hãy thả lỏng khuôn mặt, thả lỏng hai cánh tay, thả lỏng cột sống và thả lỏng hai chân. Nghe tiếng nhạc tràn đầy tình cảm và gạt bỏ đi lo toan và bộn bề công việc sau những hoài thẳng, nhìn dõi theo hơi thở của người thật chậm đều sâu và dừng lại. Inhale, hít bằng từ từ, hít sâu, thở ra. Mình thở bằng mũi và từ từ thở ra. Hít vào, từ từ hít sâu. Thở ra, từ từ thở ra. Hít vào, hít sâu. Thở ra, thở ra. Và một lần nữa, bạn lại gạt bỏ đi mọi lo toan và bộn bề công việc ra bên ngoài tâm trí của mình. Bạn hãy tưởng tượng chỉ có một mình bạn đang ngồi trong một khu rừng và bên cạnh một dòng suối. Nơi đây, cây cối đang nâng trồi đầy lộc và đang ra hoa kết trái. Những thân của cỏ cây thật dịu, như những cơn gió nhẹ thổi. Xa xa, những đám mây trắng đang trôi bồng bềnh trên bầu trời trong sáng. Trên đỉnh đầu ta là ánh sáng hào quang của mặt trời rực rỡ, đang chiếu sáng tâm hồn của chúng ta. Chỉ có một mình ta, sự thiên nhiên bao la rộng lớn. Bạn hãy thả lòng mình vào làm không khí trong lành, yên bình và tĩnh lặng. Hít vào, thở ra thật nhẹ. Hãy gạt bỏ đi những buồn bực của cô đơn. Thở ra, căng lỏng oxy tươi mới được dồn nén vào trong cơ thể. Thở ra, mình thở ra hết những lo toan mình bỏ ra. Hít vào, hít những niềm vui và tiếng cười vào trong cơ thể. Thở ra, thở ra hết những căng thẳng, buồn ra ngoài. Hít vào, hít, tích cực ở trong cơ thể. Thở ra, mình đẩy hết những suy nghĩ tiêu cực ra bên ngoài. Hít vào, kết nối yêu thương với vũ trụ và thở ra, lan tỏa yêu thương tới những người thân yêu, bạn bè và bạn thân xung quanh. Hít vào, nhường câu yêu thương ra mãi mãi. Thở ra, nhường câu yêu thương
Quay trở về với hơi thở hiện tại. Mình biết là mình đang hít vào. Thở ra. Mình biết là mình đang thở ra. Hít vào. Có cầm bụng lên. Thở ra. Xịt bụng lại. Hít vào. Thở ra. Và từ từ mở mắt. Namaskar. Tôi gửi tới bạn lời chào chân thành nhất từ trái tim tôi. Chúng ta cùng với nhau khám phá cái thế giới nội tâm và nạp thêm nguồn năng lượng tươi mới từ vũ trụ. Cái thời khắc buổi sáng sớm tinh mơ của Việt Nam mình 5:30 sáng là cái lúc mà giao thoa giữa cái ngày cũ và ngày mới. Lúc này năng lượng nó rất là tươi mới và mình đã cùng nhau đạt cái năng lượng cho cái tâm trí của mình. Và hôm nay mình sẽ bắt đầu tập bài tập bằng phần khởi động với các động tác quyền ở lớp. Mình ngồi trên hai mông, mình ngồi thẳng, hai gối mở rộng khoảng hông, hai tay đan lại, hít vào, vươn hai cánh tay sát tay. Hướng lòng bàn tay lên trần nhà, mình nâng vai lên, nắm chỉnh cái đốt xương sống cho ngay thẳng và từ từ cúi đầu thở ra. Hít vào, từ từ đưa cao thẳng một nước mắt một trận. Thở ra, chậm chậm cúi đầu phía trước, cằm gần ngõ cổ. Lần hai hít vào, từ từ hít sâu. Thở ra, cúi đầu thở ra hết, cằm gần ngõ cổ. Lần ba hít vào, từ từ hít sâu.
chống người đầu ngón tay,
bao đầy ngực, đầy bụng. Thở ra từ từ hạ mông xuống, hít vào vươn hai tay sát tay hít căng. Thở ra bằng mặt trái lần lượt, hít vào về thảm nào vươn hai tay cao sát tay. Thở ra mình mặt phải lần cuối, hít vào về thảm vươn hai tay cao. Thở ra từ từ hạ tay thả lỏng vào thư giãn, mình quỳ lên hai gối mặt. Tiếp tục khởi động người, hai gối mình mở rộng bằng không, thẳng cuộc sống thở hết và hít vào vươn hai tay hít sợ vươn cao lên, lại tiếp tục nâng gấp hông xương sống lên ạ. Thở ra hạ tay trái nghiêng người sang trái, tay phải sát với tay phải, nếu được nếu tay trái có thể chống đúng hạ thì mình chống tay trái xuống hạ, không xuống mình không sao, rồi căng tay phải ra. Hít vào về thẳng vào vươn hai tay cao lên hít lại. Thở ra đổi bên, hạ tay phải nghiêng người sang trái. À xin lỗi, nghiêng cái tay trái sang tay trái, không nghiêng sang phải. Nó sang tay trái đi. Hít vào về thẳng vào vươn hai tay cao lên. Thở ra, hạ tay trái lần hai, nghiêng người sang trái nào, tay phải vươn căng. Rồi hít vào về thẳng, vươn hai tay sát tay. Lần cuối hạ tay phải xuống, tay trái sát tay, kéo giãn tay trái đi. Hít vào về thẳng, vươn hai tay cao lên. Thở ra từ từ hạ tay, thư giãn. Và dừng bước, chân trái lên phía trước, làm sao cho ống chân trái vuông góc với thảm. Và chân trái thì mình bước, mở rộng bằng hông. Từ từ thả lỏng tay, cuộc sống thẳng nào, hít vào vươn hai tay thật sâu, nâng cao lên. Thở ra ngửa sang, hít vào vươn tay cao lên. Thở ra từ từ thả tay, chống mạnh chân trái, duỗi chân trái thẳng phía trước mặt, ép đầu từ ống chân trái, chân trái lên giữ thẳng và mình ép theo khả năng của mình. Rồi từ từ trùng mũi trái nào, ống chân trái lại vươn góc với thảm, hai tay đan lại phía sau mông. Hít vào, bó chặt bàn tay, rồi căng hai cánh tay để dừng. Thở ra về thẳng và hai tay lại hạ, trùng hai bên của chân trái nào, duỗi căng chân trái. Ép đầu vào cuộc chân, rồi từ từ trùng gối trái và rút chân trái về phía sau. Mình bước cái chân phải lên, ống chân phải lúc này lại vuông góc với thảm. Hít vào vươn hai tay về sau này, thở ra hai tay đặt về chân phải, một tay một bên nào. Thẳng cái gối phải và chân phải ra, ép đầu vào chân phải. Mình làm theo khả năng này. Từ từ lại trùng gối phải phía trước, ống chân phải lại vuông góc với thảm. Hai tay đan lại phía sau mông, hít vào bóp chặt bàn tay, duỗi căng hai cánh tay để dừng nửa đầu phía sau. Thở ra thả lỏng vào, hai tay mình lại đặt cạnh chân phải, duỗi căng chân phải. Ép đầu vào chân phải, thở nhẹ. Từ từ mình lại trùng gối phải và rút chân phải trở về. Lần này mình sẽ nâng cuộc sống lên và mở chân trái sang ngang. Chân trái mình mở thẳng gối phải, chân phải được thẳng ngang. Hít vào vươn hai tay hít sợ, nâng vai tiếp lên. Thở ra tay trái, mình hạ lên gối trái và trườn cái tay trái từ xuống chân hoặc cổ chân nào, thở đều. Tay phải luôn sát tay phải, vươn ra cái tay phải ra. Một lần nữa lại cảm nhận sự kéo giãn của đùi phải và mặt sau của chân trái. Hít vào về thẳng nào, vươn hai tay cao lên, nâng vai, hai tay sát tay. Thở ra hạ tay phải xuống thẳng nào, chống mười đầu ngón tay nào.
tay trái sát tay trái, nhấn cái góc chân trái xuống thẳng, thở đều. Hít vào về thẳng, vươn hai tay ra, hai tay sát lại. Tiếp tục thở ra, tay trái hạ lên gối trái, tay trường xuống cổ chân trái. Thở đều, tay phải nghiêng theo tay. Rồi căng tay phải nào. Hít vào về thẳng, vươn hai tay cao lên. Thở ra hạ tay phải, chống thẳng. Tay trái sát tay trái. Kéo giãn tay trái, nhấn cái góc chân trái xuống thẳng, thở đều. Rồi hít vào về thẳng, vươn hai tay cao lên hông vai. Thở ra hạ tay, thư giãn, mình giữ chân trái, trở lên. Mình đổi bên, ở chân phải sang ngang. Thẳng lưng và dẹp cổ, thở ra, hít vào, vươn hai tay, hít sâu. Hai tay sát tay, ngả lưng vai lên. Thở ra, hạ cái tay phải xuống gối phải nào và trượt từ gối xuống cổ chân. Thở đều, tay trái nghiêng theo tay trái. Căng cái tay trái ra. Hít vào, nâng người về thẳng, vươn hai tay sát tay, nâng vai cao. Thở ra, hạ tay trái xuống thẳng. Tay phải sát tay, rồi căng tay phải đi. Đứng góc trái, tự nhiên cái góc phải xuống thẳng. Cảm nhận sự kéo giãn lưng thẳng. Rồi hít vào, nâng người về thẳng và vươn hai tay cao. Nâng vai lên. Thở ra, lần hai tay phải hạ xuống gối phải và trường xuống cổ chân nào. Rồi hít vào, nâng người về thẳng, đưa tay cao. Thở ra lần cuối, hạ tay trái chống thẳng. Tay phải sát tay phải, vươn dài tay phải, thở đều. Hít vào về thẳng, vươn hai tay cao. Thở ra hạ tay và mình qua chân trở lại. Trở về tư thế con mèo. Hai tay mở rộng vòng tay. Các ngón tay xòe rộng và hai ngón giữa song song với nhau. Hai cánh tay vuông góc bình thường. Nhớ xoay hai mặt trong của cổ tay hướng vào nhau. Hai gối mở rộng bằng hông. Hai đùi vuông góc bình thường. Từ từ thở hết và hít vào cong lưng. Lưng mắt mở trần kéo sát từng bước xuống lưng. Thở ra vòng qua cổ xuống thõm xuống cuộn người lại căng gần thõm cổ. Lần hai đi vào vòng lưng nào, vòng qua mình sờ. Thở ra vòng qua cuộc sống không. Lần ba đi vào vòng lưng, vòng qua mình sờ. Thở ra vòng qua cuộc sống đi, cuộn quay lại. Tiếp tục đi vào vòng lưng nào, vòng mắt mình sờ. Kéo giãn của các cơ ở trước cổ và ngực. Thở ra vòng cao cuộc sống thoát dối lại. Cảm nhận sự kéo giãn của cuộc sống và các cơ phía sau cuộc sống và gáy. Tiếp tục lần cuối hít vào thoát lưng. Thở ra vòng cao cuộc sống thoát dối. Và từ từ thả lỏng và trở về tư thế chuẩn bị của con mèo. Đưa giữa cái chân trái phía sau, tay phải trước, sao cho tay phải và chân trái song song với nhau. Chân trái mình dùng lực đẩy cùng lực nhỏ, kéo giãn cái chân trái phía sau mình thở đều đi. Tay phải cũng vươn về phía trước, rồi từ từ đưa tay phải ra phía sau, gập cái gối trái lại, tay phải nắm lấy bàn chân trái và căng. Và từ từ lại đưa cái tay phải ôm lấy cái gối trái nè, cuộn gối trái, cúi đầu xuống, đầu gần cái gối trái rồi tiếp tục lại duỗi chân, duỗi tay, kéo căng lại, thả lỏng và thư giãn. Mình ngồi lên nè, duỗi chân phải phía sau song song với thẳng, đồng thời đưa tay trái phía trước, duỗi cao. Kéo giãn toàn bộ các đốt xương sống, khung vai, khung hàm. Từ từ gập gối phải phía sau, đưa tay trái ra phía sau và nắm lấy cái bàn chân phải. Đặt căng nào.
Và từ từ cuộn người lại, đưa tay trái ép cái gối phải vào mũi này, mũi đầu xuống. Lại tiếp tục duỗi căng chân phải phía sau và tay trái phía trước, lần lượt kéo giãn ra. Rồi mình hạ tay chân. Mình mở rộng hai gối, hạ mông xuống thoát, đưa gập giữa hai gối nhận. Nhấn mông xuống góc chân, nhấn ngược xuống thẳng. Hai tay vươn dài phía trước, hai tay mở rộng bằng vai và ở về. Tiếp tục nhấn mông xuống góc, nhấn ngược xuống thẳng và vươn tay. Cảm nhận sự kéo giãn của các khớp sống lưng. Hai đảo hai, khơi dòng cổ xuống. Rồi, áp nó phải trong khu sâu rộng. Ngừng rồi lòng bàn tay lên chạy nhà và đánh mắt như bạn trong khi em bé. Rất thoải mái, dễ chịu. Cảm nhận sự phục hồi của mẹ đất mang đến bạn cho chúng ta. Ngọt ngào trong tình yêu thương. Và trong tình yêu thương. Mở tới lúc mình lại ngồi dậy và trở về tư thế con mèo nhé. Mình dựng bàn chân và đẩy mông lên về tư thế chính mình được. Hai chân mở rộng bằng không, nhấn gót chân xuống thẳng. Hai cái quạt ở chân song song với nhau. Mỗi một mình nhấn cái gót xuống một chút. Để làm sao? Cuối cùng là cái gót chân cũng chạm thả. Với những người mới tập mình biến từ từ nhé. Có không mình có giãn là mình không chút. Cảm nhận sự kéo giãn mặt sau của cơ thể. Máu được dồn về não nhiều hơn. Hít vào kiếm chân lên và đứng trên về đầu gối chân. Thở ra hạ góc chân xuống, mình khởi động cho cái cổ chân một chút mà. Tiếp tục hít vào nâng góc chân lên. Thở ra ép xuống. Lần ba hít vào nâng lên. Thở ra. Lần cuối hít vào nâng lên. Thở ra ép và nhấn gót chân xuống. Mình sẽ thở chậm lấy sâu để điều hòa các phần. Rồi hít vào hạ mông, đẩy gót, siết cơ đùi cơ bụng. Về tư thế quán nghiệm, xoay hai mặt trong và thử tay vào nhau. Người mình như một nhập quán nghiệm trên thả thở đều đi. Thở ra, hạ gối khuỷu tay, ngực cầm chẳng thẳng, tám điểm chẳng thẳng. Hít vào chồng người phía trước và thở ra. Nâng theo khả năng của mình. Thở ra về con mèo nào, và đẩy mông lên về trong bên ngực, nhấn gót hết ra thở về. Làm thật chậm chắc nhất cho an toàn. Thở chậm đều sâu, tiếp tục cảm nhận sự giãn ra. Với lúc xuống cổ đang được thư giãn thả lỏng khỏi khí hít trọng lượng đầu chúng ta. Tiếp tục hít vào bàn nghiêng nặng. Đẩy gót hạ mông xếp cho đùi cơ bụng. Thở đều. Thở ra tám điểm chẳng xa. Hít vào chân người phía trước tầm hồ. Người làm rất tốt. Thở ra về con mèo nào và đẩy mông lên về trước bên ngược. Ai thấy thì mình có thể nghỉ thư giãn. Sau khi ổn định thì tiếp tục hít vào khoán kia. Đẩy gót xiết cơ đùi nặng. Thở ra tám điểm chân ra. Hít vào lòng chân người phía trước tám điểm. Thở ra về con mèo và đẩy mông lên trên bên ngực. Thở chậm thở sâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ. Rồi từ từ co gối phải lại, đưa gối phải gần một ít thở ra. Hít vào duỗi căng chân phải cao lên chân trần nặng, nhấn hai hông tân nhau. Thở ra, đưa cái gối phải gần một ít cuộn lại.
Tiếp tục lần hai, hít vào dưới chân phải cao lên. Thở ra cuộn lại. Lần ba, hít vào nâng chân phải cao lên. Thở ra cuộn lại. Và lần cuối, hít vào dưới cao lên. Thở ra rút chân phải vào hai tay. Hạ gối trái xuống mặt. Hít vào đưa tay vào người ở sau. Thở ra hai tay và kẹp chân phải. Tiếp tục rút chân phải ra phía sau trong tư thế chính vị. Nhấn gót kẹp căng thở đều. Thở chậm đều sâu trong ba nhịp thở. Điều hòa lại hơi thở và bình yên. Và mình đổi chân, co chân trái lại, đưa gối trái gần mình thở ra, hít vào dưới chân trái và nâng cao gót lên trần. Hai hông cân nhau, thở ra cuộn gối trái lại, đưa gối trái gần mình. Lần hai, hít vào dưới căng, thở ra cuộn lại. Lần ba, hít vào dưới căng, thở ra cuộn lại. Và lần cuối, hít vào dưới căng, thở ra rút chân trái dần hai tay cả đuôi dưới ống chân trái cũng góc với hông. Hít vào đôi tay vào người ngửa sang người tay phải bắt của mình và tay phải. Thở ra hai tay và kẹp chân trái. Lần này mình rút chân phải lên ngồi thẳng nằm, hai chân mở rộng bằng hông trong tư thế trái ngược. Hít vào nâng đầu người. Thở ra hai tay áp thẳng, ép đầu gần với ống chân mở lại một lần. Nhấn đỉnh đầu xuống đi, đẩy đỉnh hông cao lên, hai chân thẳng. Từ từ trùng gối hạ mông và hít vào. Về tư thế cái ghế nằm, thở đều, hai gối mở rộng bằng hông, đẩy hông phía sau, nhấn hai tay trước lên trần nhà. Hít vào nâng người lên. Thở ra tiếp tục về tư thế cái ghế lần hai, đẩy hông. Vươn tay. Hít vào ngày thẳng vươn tay. Thở ra tạ tay thẳng lòng. Mình hít thở chậm đều sâu. Hai chân đứng trong tư thế tràn đầy. Sau tiếng nhạc tràn đầy mình yêu thương. Mình tận hưởng những phút giây thư giãn. Điều hòa lại hơi thở và mình khi đi chậm lại. Và mọi người đợi để Tabavini đi chuyển nhạc, mình sẽ nhảy Kawasaki 5 phút. Mình đi lại hít thở một chút ạ. Ba 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 nam ba ba ki ba la ba ba nam ba ba. Dance is ready for Kaushik. Mọi người chuẩn bị ạ. Position.
ideation, begin, ting, 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 ta ta. Ba ba nam ba ba ki ba lam. Ba ba nam ba ba ki ba lam. Ba ba nam ba 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 nam ba ba ki ba lam. Ba ba nam ba ba ki ba lam. Ba ba nam ba ba ki ba lam. Ba ba nam ba 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 nam ba ba ki ba lam. Ba ba nam ba ba kevalam ba ba nam ba ba kevalam ba ba nam ba 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 nam ba ba kevalam ba ba nam ba ba kevalam ba ba nam ba ba kevalam ba ba nam ba 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 nam ba ba kevalam ba ba nam ba ba Baba nam baba kevalam baba nam baba baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba baba nam baba kevalam baba nam baba kevalam baba nam baba
Mời cả lớp mình đi lại. Thở chậm sâu. Đợi tới ba bên đi chuyển nhạc. Mình hít thở chậm sâu. Đừng ngồi xuống vội ạ. Oh, sorry mọi người, không biết là tất cả mình đi bấm vào cái nút nào. Sorry. Mình mở nhạc bên ngoài vậy. Mời cả lớp mình ngồi xuống 5 lâm trước ạ. Mình lăn nhẹ nhàng. Mình lưng xuống dưới cột sống, đốt xuống lưng vào cổ, ngay thẳng khi mình lăn. Mình lăn sâu dần. Cảm nhận sự kéo giãn và đốt xuống lưng rất thoải mái. Mình lại mở chân, ngửa tay, sắp xếp lại cuộc sống cho ngay thẳng, thả lỏng toàn bộ cơ thể trên thảm và nhắm mắt đi ra. Mình đã kết thúc cái phần khởi động ở đây. Tay trái mình đặt lên rốn mặt, mình hít thở cơ hoành. Hít thở cơ hoành là khi hít vào bụng mình căng lên và khi thở ra bụng xẹp lại. Trước khi bắt đầu thì mình thở ra hết. Mời các lớp chuẩn bị nào, xẹp bụng thở ra hết. Hít vào bằng mũi, hít sâu, căng bụng lên, hít thêm một chút thôi.
đẩy nhanh khí chạy ra, hít vào bằng về, hít thêm một chút khoảng 60% dung tích phổi, thở ra xẹp cụt lại, đẩy hết khí chạy ra nào, thở hết, giãn cuộc sống xuống gần hẳn. Lần ba hít vào căng bụng lên, thở ra xẹp cụt lại, thở hết. Lần thứ tư hít vào căng bụng lên, nhớ hít bằng mũi, thở ra cũng thở bằng mũi và thở hết, đẩy hết khí chạy ra. Và lần cuối nào hít vào căng bụng lên một chút, thở ra xẹp lại, thở hết và thở hết. Mình hít thở bình thường, hạ tay trái và đưa gẳng cho xuống. Mình lại thở chậm, đều và sâu để điều hòa lại hơi thở và nhịp tim. Tận hưởng những phút giây thư giãn. Mình nhớ thở cơ hoành mỗi ngày và những lúc mà đói hoặc là bụng đã bóp rồi, đặc biệt là trong cái mùa dịch bệnh Covid này, mình nên hít thở cơ hoành thường xuyên để giúp cái phế phổi của mình được khỏe lên, giúp đẩy các cái màng nhầy trong đáy phổi ra và massage phần nội tạng. Khi mình hít thở cơ hoành thì cũng giúp cái hệ thần kinh nội tạng và thư giãn rất là tuyệt vời với nhiều cái giá trị. Mọi người nhớ tập mỗi ngày để mình có cái thói quen cái cách của mình. Tiếp tục khép chân, hai chân khép lại bằng hông, chuẩn bị tám lần động tác thức dậy, hít vào co chân và ép gối sát bụng, thở ra đã tung chân và vươn tay qua đầu, hạ góc nhẹ nhàng. Lần hai hít vào ép chặt mặt, thở ra đã tung hai chân khi đạp mở rộng bằng hông. Lần ba hít vào ép chặt, thở ra đã tung hai chân khi đạp, tạo cái mặt thảm ở góc 45 hoặc 60 độ nhiều nhất. Lần năm hít vào ép chặt, thở ra đã tung vào, tưởng tượng chân mình đạp một vật từ mông ra xa. Lần sáu hít vào ép chặt, thở ra đã tung, hạ gót chân nhẹ nhàng ngồi. Lần bảy hít vào ép chặt, thở ra đạp thật, rất tốt. Và lần cuối hít vào ép chặt, thở ra đạp đi, rồi mở chân hạ tay. Mình trở về tư thế thư giãn là hai chân mình mở rộng bằng thảm hoặc gần bằng thảm, hai tay buông xuôi dọc theo cơ thể và ngồi lòng bàn tay lên trần nhà. Hai tay mình cũng mở rộng bằng mép trong thân thảm và đứng đưa gặp thân xuống. Sắp xếp lại cuộc sống xung quanh thảm, nắm mắt lại thư giãn. Trong tiếng nhạc tràn đầy tình yêu thương, mình lại dọn theo hơi thở chậm đều sâu để đưa cái tâm trí của mình trở về với cơ thể. Hãy kết nối vào bên trong, tận hưởng trọn vẹn phút giây thư giãn. Rồi từ từ mình nằm nghiêng sang phải và lật người nằm sấp. Asana tiếp theo mình sẽ tập giãn đầu vai. Hai chân mình khép lại bằng hông, hai bàn tay úp xuống dưới thảm ngang với tay, khuỷu tay sát lườn và sát thảm, các ngón tay mình xòe rộng ra để tiếp diện của bàn tay với thảm được nhiều, giúp nâng đỡ cơ thể của mình tốt hơn. Hai ngón giữa song song với nhau. Yêu cầu của động tác này là khi mình nâng đầu lên và hạ đầu xuống là mình dùng cái cột sống của mình nhé. Từ từ sẽ cột thở, hít vào dưới căng chân, từ từ nâng đầu lên trước nào, sau đó đến ngược và cũng hít sâu, nâng lên theo cái khả năng biển dẻo cuộc sống cùng con người. Đến thở thì trùng và khép cửa tay lần lượt, ngược đẩy phía trước và cầm hơi đưa cao lên trần nhà 15 độ. Nín thở 8 giây rồi thở ra, hạ khuỷu tay trước, khi khuỷu tay chạm thảm trường dài về phía trước. Tránh giữ chạm thảm, giữ nguyên tay, nín thở 1, 2, hít vào giữa căng chân, từ từ nâng đầu một mục lên, hít sâu, nín thở, thả lỏng cái vai để cho khí lưu thông bên não nào. Thở ra hạ cổ tay và trường dài về phía trước. Tránh giữ chạm thảm, nín thở 1, 2.
Hai, hít vào giữa chân, lần ba nâng đầu lên hít sâu. Nín thở, thả lỏng vai để ngược phía trước và nhấn cái rốn xuống dưới thả. Thở ra, hạ cổ tay và trở dài phía trước. Tránh cái trạng thản, nín thở. Một, hai, lần cuối hít vào dưới chân. Nâng đầu vực bụng lên, hít sâu, nín thở nào. Thả lỏng vai. Thở ra, hạ cổ tay. Trườn dài về phía trước. Chán mũi chạm thẳng thở đều. Mở chân. Duỗi hai tay dọc theo cơ thể. Ngửa lòng mặt tay lên trần nhà và áp má phải. Nhắm mắt thư giãn. Đây là tư thế thư giãn sấp. Mình lại thở chậm đều sâu nào. Hai chân thì mình mở rộng ra một chút khi thư giãn cho thoải mái. Hai bàn chân duỗi thẳng và hai mũi chân mình hơi chích vào bên trong một tí xíu rồi. Thở chậm đều sâu. Khi mình trong cái tư thế rắn hổ mang này, khi mình nâng cái người của mình lên và hạ xuống thì mình thật nhịp nhàng, hơi thở và động tác song hành với nhau. Đừng có nâng nhanh quá mà cũng không chậm quá. Tiếp tục 4 lần tiếp theo nào. Động tác này mình tập 8 lần. Khép chân úp tay. Tránh mũi chạm thảm và từ từ xẹp bụng thở. Hít vào giữa chân nào, nâng đầu ngực cục lên hít sâu. Nín thở. Trùng khép khuỷu tay lại, khuỷu tay không có khuỳnh ra ngoài để nó khép nó vào lần lượt. Thở ra hạ khuỷu tay trước. Khi khuỷu tay chạm thảm, bắt đầu mới hạ bụng, ngực, đầu, tránh mũi chạm thảm, nín thở. Một, hai, hít vào nâng đầu ngực cục lên. Nín thở. Thở ra hạ cổ tay, trườn dài về phía trước, trán mũi chạm thảm, nín thở. Một, hai, hít vào dưới chân nào, nâng đầu ngực cục lên hít sâu. Nín thở, đẩy ngực, đưa cằm. Với những người có vấn đề tuyến giáp thì cằm mình nhìn thẳng, không đưa cao. Thở ra hạ cổ tay và trườn dài về phía trước, trán mũi chạm thảm, nín thở. Một, hai, lần cuối hít vào dưới chân. Nâng đầu ngực bụng lên hít sâu, nín thở. Mọi người làm tốt lắm. Thở ra hạ cổ tay, trườn dài về phía trước. Tránh mũi chạm thảm nào, thở đều. Mở chân duỗi tay và áp má phải, thư giãn. Mình lại thở chậm đều sâu. Điều hòa lại hơi thở và nhịp tim. Và từ từ lật người nằm ngửa, mở cả lớp trở về tư thế thư giãn sâu. Mình lại mở chân ngửa tay, sắp xếp lại cuộc sống cho ngay thẳng và nhớ đưa cảm thấp xuống. Trở về tư thế sát chết. Mình lại theo dõi sự phồng lên và xẹp xuống của rốn theo hơi thở tự nhiên. Tận hưởng những phút giây thư giãn. Cảm nhận cái sự kỳ diệu của hơi thở. Và hãy thêm một người bên trong. Dõi theo nhịp đập của trái tim. Và luôn hướng tới những điều tốt đẹp nhất. Cảm nhận niềm hạnh phúc đang được dâng trào. Và từ từ mình nằm nghiêng sang phải và ngồi dậy. Asana tiếp theo, hôm nay mình sẽ tập ba cái asana. Tác động tới ba cái tuyến nội tiết phía dưới. Đó là dáng lên vai, tuyến sinh dục, tuyến tụy và tuyến thượng thận. Cái asana mình vừa tập xong có tên là rắn hổ mang thì có tác động từ ba tuyến phía trên. Ước tuyến giáp chặn ở phía kia. Chính vì vậy mà mình cần phải làm đủ số lần. Quy định của asana là như vậy, các tuyến rất là nhỏ bé. Mời vào lớp mình ngồi xếp vào hoặc thoáng xem. Nếu ai mà đau cổ chân mình có thể dùng chân trong chân ngoài, không sao.
mình làm theo khả năng của mình, cân bằng cơ thể trên hai xương cụ rồi. Yêu cầu của động tác này là khi gập người xuống và nâng người lên và mình gập từ khớp hạ. Mình cũng làm 8 lần. Mình sẽ làm 4 lần liền nhé. Sau đó mình thư giãn và mình sẽ làm tiếp lần 2. Từ từ xẹp bụng thở ra hết nào, hít vào chậm chậm đưa hai tay phía sau. Tay phải nắm cổ tay trái thả lỏng hai tay đi. Thở ra, mình gặp người phía trước từ lên cốt xương háng, cột sống hơi vươn nhẹ phía trước để đều giãn từng cốt xương sống ra. Vừa gặp vừa thở nào, thở hết, nín thở, siết bụng vai thả lỏng, nhấn mông xuống. Mình gặp theo khả năng của mình, lúc này cốt sống lưng và cổ vẫn thẳng. Hít vào, nâng cột sống thẳng lên, hít sâu. Thẳng lưng nào, không đưa cao cằm. Thở ra lần hai, vươn dài cuộc sống và ngập người phía trước. Thở hết thật nhịp nhàng nào, động tác có hơi thở xong rồi. Nín thở xuyên bụng, vai thả lỏng nào, nhấn mông xuống. 8, hít vào, nâng cuộc sống thẳng lên, hít sâu, thẳng lưng. Thở ra lần ba, ngập người phía trước. Thở hết nào, thở thật hết, nín thở siết bụng. Mọi người làm tốt lắm. Hít vào, nâng người lên, hít sâu, thẳng lưng, không đưa cao cằm hay là đốt sống lưng và cổ luôn thẳng khi nâng lên và hạ xuống. Nào, lần cuối thở ra, gập người phía trước, thở hết, nín thở. Nhớ nhấn mông xuống. Hít vào, nâng người lên, hít sâu, thẳng lưng nào. Thở ra chậm chậm đưa hai tay phía trước, ngửa tay trên gối và nhắm mắt thư giãn. Mình hãy hít thở chậm đều sâu để điều hòa lại hơi thở của mình. Tận hưởng trọn vẹn những giây thư giãn. Và 4 lần cuối chuẩn bị. Thẳng lưng, mở mắt và sẽ cố thở ra. Hít vào, đưa hai tay phía sau. Tay phải nắm cổ tay trái. Thở ra, vươn dài cuộc sống và gập người phía trước từ kết thúc xương hàm. Vừa gập vừa thở, thở hết. Đẩy hết khí trệ ra nào. Nín thở, nhớ thả lỏng vai nào để cho khí lưu thông lên não. Siết bụng lại. 8 giây hít vào, nâng người lên, hít sâu, thẳng lưng. Thở ra tiếp tục gập người phía trước lần 2. Thở hết. Nín thở, siết bụng thẳng lòng tay. Hít vào, nâng người lên, hít sâu, thẳng lưng nào. Thở ra lần ba, gập người phía trước. Thở hết chưa? Nín thở. 8, hít vào, nâng người thẳng lên, hít sâu. Lần cuối gập người phía trước. Thở ra, thở hết. Nín thở. 8, hít vào, nâng người lên, hít sâu, thẳng lưng. Thở ra, từ từ đưa hai tay phía trước và nhắm mắt thư giãn. Mình lại cứ ngồi từ bên trong, đưa tâm trí của mình trở về với cơ thể bằng cách theo dõi sự phồng lên và sạch xuống của dưới theo hơi thở của mình. Tận hưởng trọn vẹn những phút giây thư giãn trong tiếng nhạc tràn đầy tình yêu thương. Thank you.
và mở cả lớp mình đứng dậy và mình tập một động tác nữa, asana cánh cây giúp cân bằng một cái đứng. Hai chân mình đứng trong tư thế chân đối, chân phải làm chỗ, mình co chân trái lên, áp cái bàn chân trái vào mặt trong của đùi phải hoặc ngửa cái mặt, ngửa úp cái mu bàn chân trái ngửa lên mặt trước của đùi phải, có hai cách để chân. Từ từ hít vào, đưa hai tay vươn lên sát tài, nâng chậm chậm để cân bằng, vừa thở đều, hai lòng bàn tay sát nhau lại, mắt mình nhìn một điểm phía trước, tiếp tục nâng vai và vươn tay cao lên, thở đều, một lực nhỏ đẩy từ háng tới gối, từ háng trái tới gối trái lại. Mình giữ 30 giây trong tư thế này. 10 20 Ai mới tập mà chưa cân bằng được mà có rớt chân xuống mình lặp lại không sao. 30 từ từ hạ tay xuống, hạ chân xuống thư giãn. Đổi chân nào, lần này chân trái làm chủ, co chân phải lên, mở háng phải và gối phải, từ từ vươn hai tay lên, hít vào, hai tay sát tay và hai lòng bàn tay áp vào nhau cho âm dương kết hợp hài hòa, thở đều đều, vươn tay cao lên, một lần nhỏ từ háng phải đẩy xuống gối phải. Tưởng tượng như cái cây nó đang vươn lên để đón nhận cái năng lượng và ánh sáng từ vũ trụ và mặt trời. 20 30 từ từ thả tay, thả chân xuống dưới dạng, mình đã lắc mình rồi. Lần hai nè, chân phải là chủ, co chân trái lên, mở ngang trái và ngửa trái sang, hít vào vươn hai tay lên cao sát tay nè, hai lòng bàn tay áp sát nhau thở đều, nâng vai vươn tay lên, một lực nhỏ từ háng trái đẩy xuống gối trái, mười, hai mươi. Cân bằng rồi, hít vào, nâng tay lên, hít sâu,
để cho cái điều hòa cái thân nhiệt, để cái thân nhiệt của mình lên, sau khi đêm của mình ngủ cái thân nhiệt của mình hạ xuống thì mình uống cốc nước nóng ra lên thật nóng, mình cảm thấy người nó nóng ấm lên luôn. Sau đó mình đi lại vài vòng trong phòng, sau đó mình tắm sơ. Trước khi tập nhé, mình nhớ tắm sơ, làm sạch cơ thể, vì sau một đêm dài mình ngủ thì các cái quá trình trao đổi chất nó tiết ra mặt da của mình, mình làm sạch cái mặt da của mình trước khi mình tập, nó sẽ có một cái cơ thể sảng khoái và sạch sẽ trong khi mình tập, trong khi luyện tập nó hiệu quả hơn. Cái tắm sơ thì nó có rất là nhiều tác dụng. Mình có thể tắm trước khi tập, trước khi ăn, sau khi ăn và trước khi đi ngủ. Nó giúp cho các cái động mạch tĩnh mạch này của mình nó được săn chắc lại khi mình tắm bằng cái nước bình thường thôi ạ. Không bằng nước nóng ấm đâu, bằng nước bình thường. Thức tỉnh, làm sạch cơ thể. Trước khi ăn thì mình, nó sẽ kích thích tiêu hóa, ăn ngon miệng. Và sau khi ăn thì mình tắm sơ thì nó sẽ giúp mình tiêu hóa dễ hơn. Trước khi ngủ thì sẽ giúp mình vào giấc ngủ ngon hơn. Massage ngực, vai giữa ngực, massage bụng người. Massage kỹ phần bụng này. Và mình vỗ lưng, một tay trên một tay dưới vỗ lưng. Mình đổ tay. Massage dọc cuộc sống từ giữa lưng xuống cuộc sống. Xuống xương cụt. Và hôm nay vỗ lưng. Để cho các bạn ấy được nhận nhiều cái yêu thương hơn và nhận được nhiều, thẩm thấu được những hormone sâu hơn vào bên trong để giúp chữa lành nhanh hơn. Các bạn rất là tuyệt vời. Để mà dậy tập được cái giờ 5 giờ sáng, 5 rưỡi sáng mình tập thì mình phải dậy từ 5 giờ. Nó cả một cái sự cố gắng, một cái sự ưu tiên cho sức khỏe. Những cái buổi tập như thế này mới là mình đang sống cho chính mình, làm năng lượng và làm mới cái dòng chảy trong tâm trí cũng như là trong cái thể chất của mình. Giống như cái dòng suối, mình tập xong giống như cái dòng suối, cái dòng chảy của nó, nước nó lưu thông liên tục thì nước vẫn rất là sạch. Còn nếu như mình lười tập thì nó giống như là một cái ao, mà nó ao gọi là ao tù đấy, nó rất là nhiều bọt và những cái rác nó nổi lên trên mặt ao. Mình cứ kiên trì mỗi ngày chăm chỉ luyện tập để có một cái cơ thể mạnh khỏe, đầy năng lượng và một trái tim rộng mở, người yêu thương. Mà cả lớp mình làm xuống thư giãn. Mình mở chân cửa tay, sắp xếp lại cuộc sống cho ngay thẳng mà. Nâng chân, nâng cuộc sống, nâng đầu cửa tay. Cuối cùng nhớ đưa cảm thấp xuống, thả lỏng toàn bộ cơ thể trên thảm và mình nhắm mắt thư giãn. Tưởng tượng chỉ có một mình ta đang nằm trên một thảm cỏ rộng xanh tăng mơ mờ, với những cây cối đang đơn hoa kết trái và những cơn gió mát nhẹ trong tiếng nhạc tràn đầy tình yêu thương. Mình dõi theo hơi thở của mình thật chậm, đều sâu,
giãn tăng lan tỏa khắp cơ thể của bạn. Thư giãn giúp chúng ta xả bỏ mọi căng thẳng về thể xác và tinh thần. Hãy tập trung chú ý vào 10 đầu ngón chân. 10 đầu ngón chân bạn đang nóng bấm dần đi. Hơi ấm lan tỏa khắp hai lòng bàn chân. Hai bàn chân bạn hoàn toàn nóng ấm và thư giãn. Hơi ấm đi từ bàn chân tới gót chân, qua ống chân lên khớp gối. Hãy tập trung chú ý vào khớp gối. Khớp gối của bạn đang nóng ấm dần lên và hoàn toàn thư giãn. Hơi ấm đi từ khớp gối qua xương đùi lên khớp hàm. Hãy tập trung chú ý vào khớp hàm. Khớp hàm của bạn đang nóng ấm dần lên và hoàn toàn thư giãn. Hơi ấm đi từ khớp hàm qua bụng tới rốn. Hãy tập trung chú ý vào rốn. Rốn bạn đang nóng ấm dần lên. Rốn thận ấm và thận ấm. Hơi ấm đi từ rốn qua bụng lên tới ngực. Hãy tập trung chú ý vào ngực. Ngực bạn đang nóng ấm dần lên và hoàn toàn thư giãn. Hơi ấm đi từ ngực lên tới vai. Tràn ra sau lưng và đi vào cột sống. Hãy tập trung chú ý vào cột sống. Cột sống của bạn đang nóng ấm dần lên. Hơi ấm lan tỏa khắp hai vùng lưng và đi sâu vào từng bộ phận nội tạng. Tim, gan, phổi, dạ dày, thận đang nóng ấm dần lên và hoàn toàn thư giãn. Hãy tập trung chú ý vào 10 đầu ngón tay. 10 đầu ngón tay bạn đang nóng ấm dần lên. Hơi ấm lan tỏa khắp hai lòng bàn tay. Hai bàn tay bạn hoàn toàn nóng ấm và thư giãn. Hơi ấm đi từ bàn tay lên tới cổ tay, qua hai ống tay lên cửu tay, qua hai bắp tay và lên chỏm vai. Hai cánh tay bạn hoàn toàn nóng ấm và thư giãn. Hơi ấm của hai tay hòa nhập với hơi ấm của cơ thể lên tới cổ, tới cằm, tới môi, tới mũi, tới mắt và tràn xuống hai bên mặt. Khuôn mặt của bạn hoàn toàn nóng ấm và thư giãn. Hơi ấm đi dọc theo trán, xuống mang tai, ra sau gáy, ngược lên đỉnh đầu và đi sâu vào trong não bộ. Hệ thần kinh của bạn hoàn toàn nóng ấm và thư giãn. Cơ thể của bạn từ 10 đầu ngón chân tới 10 đầu ngón tay cho tới tận đỉnh đầu đã hoàn toàn nóng ấm và thư giãn. Dường như mọi căng thẳng đã tan biến hết và để lại cho cơ thể bạn một cảm giác thật nhẹ nhàng, thoải mái, sảng khoái và niềm hạnh phúc đang được dâng trào trong cơ thể của bạn. Cơ thể của bạn đang được đón nhận tình thương yêu bao la rộng lớn của vũ trụ và cảm nhận cơ thể mình thật nhẹ nhàng như một sợi lông vũ đang trôi bồng bềnh trên mặt sóng biển bình yên. Và thời gian thư giãn của chúng ta đã hết. Mời cả lớp từ từ mở mắt và mình xoay tròn cổ chân cổ tay. Từ từ nghiêng đầu sang trái sang phải một bên 3 lần để đánh thức cơ thể thức dậy. Và mình co chân lại hai tay ôm gối. Đổ hai chân sang trái sang phải mỗi bên 3 lần. Tiếp tục đánh thức cơ thể thoát khỏi tư thế thư giãn sâu. Và mình duỗi chân, hai tay được căng lại, hít vào vẻ lồng bàn tay, hai cánh tay sát tay thở đều vào, duỗi các chân vào bàn chân, cảm nhận từ lần nữa sự kéo giãn của toàn bộ cơ thể. Và từ từ mình nằm nghiêng sang phải, tay phải chống gáy, nhắm mắt lại, mỉm cười thật tươi, đón chào một ngày mới nhiều yêu thương và sự bình yên, cảm nhận niềm hạnh phúc và sự bình yên trong tư thế Phật nằm. Và từ từ mình ngồi dậy. Mình ngồi tĩnh lặng vài giây cuối buổi tập. Namaskar. Mình dừng bài tập ở đây ạ. Chúc cả lớp mình buổi sáng ngon miệng và một ngày làm việc hiệu quả, nhiều yêu thương. Cảm ơn cô giáo, chào cả lớp. Cảm ơn cô giáo mới năng lượng. Dạ, hẹn mọi người buổi sau ạ.
Dạ. Hai tuần sau.